2 năm trước khi mà tôi bỏ ngang ngành kỹ sư hóa học để tôi đến cái dòng tranh này thì tôi bị gia đình phản đối. Gia đình tôi thì nghĩ tôi bị tâm thần, nghĩ tôi bị thần kinh, tâm thần không ổn định, thậm chí khuyên hoài không nghe, cũng cho tôi uống thuốc kiểu như an thần. Rồi khi mà khuyên tôi không nghe thì gia đình tôi cũng bỏ mặc không nói chuyện. Về phần bạn bè tôi thì bạn bè tôi khi mà ban đầu tôi làm cái dòng tranh này thì bạn bè tôi chế giễu là không có nhiều tiền, không bằng ai. Bạn bè tôi hay lấy tôi ra so sánh với nhiều đứa khác. Người ta làm kỹ sư, người ta làm trưởng phòng. Đôi lúc tôi cũng muốn bỏ cái dòng tranh này đi. Những nút áo nhiều màu sắc, được đính chồng lên nhau tạo thành những bức tranh nút áo độc đáo, mang thông điệp ý nghĩa bảo vệ môi trường. Đó chính là những tác phẩm tự mày mò sáng tạo của anh Nguyễn Phước Quý Thành, một kỹ sư hóa học nhưng không đi làm việc cho bất kỳ công ty nào mà ở nhà tự nghiên cứu và làm tranh bằng các loại rác thải. Hiện tại anh đang theo đuổi dòng tranh nút áo. Tình cờ đọc được một cái dòng trên báo, nó ghi là nút áo cũng có thể làm nên bức tranh. Và tôi coi những cái bức tranh mà ở nước ngoài làm và tôi bị kích thích bởi màu sắc. 6-7 giờ thì khi tôi đi làm về thì tôi mày mò đi mua rẻ lại từng cái hạt nút, và tôi ngồi tôi cặm cụi tôi đính từng cái nút. Làm được có 1 tháng thì tôi bắt đầu chấm dứt, nghỉ ở phòng thí nghiệm. Tôi bắt đầu chuyên tâm làm cái dòng tranh này tới hiện tại bây giờ luôn. Mặc dù anh luôn bị gia đình và người thân, bạn bè phản đối, nhưng anh vẫn kiên quyết đi tiếp con đường đã chọn để truyền thông điệp bảo vệ môi trường đến nhiều người. Có một thời gian tôi cứ trốn trong phòng, tôi không tiếp xúc nói chuyện với ai. Thì khi mà làm dòng tranh này, người yêu của tôi cũng chế giễu tôi, cũng cho tôi là không có tương lai và không có thể lo lắng cho người yêu, cho nên cũng bỏ đi. Nhưng mà tôi vẫn kiên trì, tôi quyết tâm tôi làm đến ngày hôm nay. Để tạo ra được những bức tranh độc đáo này, tác giả cũng gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì anh không học qua trường lớp hội họa nào. Đơn giản là anh chỉ áp dụng những công thức phối màu trong hóa học và kiến thức về keo và nhựa lên tranh. Trước khi mình làm tranh thì mình học ngành công nghệ hóa học, là mình là một kỹ sư hóa. Thì trong đó, trong hóa học thì mình được dạy những cái chất dung dịch, bởi vì mình hiểu cái quá trình mà nó hoạt động của những cái chất này. Cho nên mình khi mà làm tranh thì nó cũng dính tới hóa một phần, cho nên mình cũng dễ. Tại vì trên thị trường có nhiều loại keo như là hồ dán giấy dành cho trẻ em, rồi keo khô, rồi keo dán sắt, nhưng mà anh thấy loại này là nó tiện dụng nhất. Tuy nói là đơn giản, nhưng khi làm mới hiểu hết sự khó khăn mà tác giả gặp phải với dòng tranh này. Vì phải tạo được sự tương phản cho bức tranh để tranh sống động và mang yếu tố nghệ thuật rõ nét, đôi khi phải tháo nút ra và đính lại ngay từ đầu. Để tạo ra một tác phẩm này, tôi đã trải qua 5 bước. Thì bước thứ nhất là xuất hiện ý tưởng trong đầu trước. Bước thứ hai là vẽ phác thảo, không cần phải vẽ đẹp. Vẽ phác thảo ngợt ngợt bằng bút chì ra. Và bước thứ ba là có bước mà giống như mặc cho bức tranh một lớp áo, là mình có bước thứ ba là bước đính nút. Còn bước thứ tư là bước mình phối màu sắc. Mình lựa chọn nút sao cho nó phù hợp, chọn cái nền là lắp nút hoặc là chét kim tuyến, mình trang trí. Và bước cuối cùng là bước mình vệ sinh lại bức tranh cho nó sạch sẽ và mình lồng khung. Hiện tại anh Thành đang sở hữu một gia tài nghệ thuật lớn, gồm khoảng 20 bức tranh được trưng bày tại nhà, với tác phẩm đầu tay vẫn còn lưu giữ ở góc phòng. Đây là bức tranh đầu tiên tôi làm, và tôi cũng vừa học vừa làm, cho nên tôi tốn cỡ 6-7 ngày, gần 1 tuần để hoàn thành bức tranh này. Tôi làm bức tranh này dành cho các bé thiếu nhi. Thông điệp của bức tranh này là từ rác thải nhựa, nếu ta sử dụng đúng cách có thể lưu trữ lại những cái bức tranh ý nghĩa dành cho trẻ em. Và khi trẻ em nhìn vào, có thể từ nhỏ các em đã ý thức được tác hại của rác thải nhựa, và khi lớn lên các em có những cái hành động đúng đắn hơn để xử lý rác thải nhựa. Sau 7 tháng thì có người đặt mua bức chân dung, thì tôi cũng chưa làm bao giờ, thì cái bức đó là bước đầu tiên tôi thí nghiệm làm.
vừa làm bán cho người ta, vừa làm vừa học cho riêng mình. Những cái bức chân dung như vậy thì tôi khi tôi bán là 1,3 triệu. À, nếu mà bức chân dung nhỏ thì 500-600. Anh đã làm những bức tranh cổ động tuyên truyền chống dịch Covid-19 để gửi tặng đến các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện 115, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Đặc biệt đang thực hiện một tác phẩm kích cỡ khổng lồ bằng nút áo ngang 1,5m, dài 2m với thông điệp bảo vệ môi trường sống, dành tặng cho trường học, giúp các em học sinh nâng cao ý thức về việc tham gia giữ gìn môi trường sống hiện nay ngày càng tốt hơn. Bức tranh này là ý nghĩa là khí hậu trái đất ngày càng nóng lên thì nước càng ngày băng càng nhỏ xuống. Đó, sẽ tạo thành từng hạt nước. Đó. Nó sẽ nhỏ từ từ xuống thành phố và thành phố sẽ ngập trong nước. Đây là vấn đề về thực trạng xã hội mà tôi muốn gửi đến cộng đồng. Thì tác phẩm này thì tôi dự kiến là cỡ 2-3 tháng nó sẽ hoàn thành. Bằng nghị lực của bản thân, anh Thành quyết tâm theo đuổi đam mê nghệ thuật tranh nút áo. Dù anh gặp phải nhiều sự phản đối, kỳ thị của người thân, gia đình và bạn bè. Thì qua chương trình này con muốn gửi gắm đến gia đình là gia đình hãy tin tưởng ở con, thì con sẽ cố gắng làm những cái tác phẩm ý nghĩa cho cộng đồng. Thì dù có thất bại hay là thành công, nhưng mà bản thân con sẽ không sống nhạt nhòa, con sẽ cố gắng làm đến cùng cái dòng tranh này. Hy vọng rằng dòng tranh đặc biệt về chất liệu của anh Thành sẽ được nhiều người yêu thích hơn nữa, giúp anh khẳng định được giá trị của bản thân thông qua các tác phẩm có ý nghĩa tốt đẹp, hướng về cuộc sống, để mọi người hiểu và trân trọng công việc đầy đam mê, cống hiến của anh. Đối với tôi, thành công là cứ ngày mai hơn ngày hôm qua là gọi là thành công. Thì đến hiện tại tôi được nhiều người biết đến hơn là trong quá khứ của ngày hôm qua. Thành công đối với tôi không đến từ tiền, thành công đối với tôi là đến từ những cái việc mà tôi làm cho cộng đồng, lan tỏa được cái thông điệp gì đến cộng đồng.